Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube 24 giờ trading nhá. Lại là Richard đây. Hôm nay là cái phiên ngày 20 tháng 6 năm 2023. Buổi sáng thì mình tiếp tục view và phân tích thị trường cho mọi người định hướng giao dịch trong cái ngày hôm nay như thế nào nhá. Hãy lập những cái kế hoạch hàng ngày và hàng tuần để chúng ta có được những cái kết quả giao dịch tốt hơn đúng không? Sau cái video tuần thì ngày hôm qua chúng ta thấy có cái phiên thứ hai chúng ta đã có những cái chiến lược giao dịch cực kỳ tuyệt vời rồi và những cái sản phẩm mà mình nhận định trong cái video tuần thì hôm qua mình có cho mọi người chiến lược đúng không? Ăn luôn, rất là đẹp. Và ngày hôm nay thì sao? Đối với lại à, lịch kinh tế của chúng ta ngày hôm nay thì về mặt tin tức các bạn không cần quan tâm quá nhiều. Duy nhất có cái tin lúc 8 rưỡi là mới mới trải qua cái bên bản cuộc họp chính sách tiền tệ liên quan đến đồng đô la Úc thôi. Và cái tin này thì nó cũng ra rồi. Lát nữa thì mình sẽ view cho mọi người cụ thể những cái tin này nhá để nó tác động lên cái gọi là cái biểu đồ của chúng ta như thế nào. Thế còn là tiểu trường trong cái tuần này nó sẽ tiếp tục là diện tiêu hóa các cái tin tức vào tuần trước. Bây giờ thì mình sẽ quay trở sang cái biểu đồ phân tích kỹ thuật đi khi mà tin tức hôm nay thì chúng ta không có lưu ý nhiều, đúng không? Đầu tiên thì mình sẽ đi vào một cái sản phẩm mà chúng ta quan tâm nhất chính là vàng các bạn ạ. Ok. Rồi đây là cái biểu đồ vàng mà trong tuần trước chúng ta trong cái buổi livestream chúng ta phân tích rất là kỹ cho mọi người rồi. Thứ nhất là phân tích theo trường phái một cái gọi là thương hiệu riêng đặt bậc đặc biệt của Zipchat từ xưa đến nay đó là gì về production nến trần đúng không? Thì nó đi đang đất đúng rất là đúng xu hướng đã các bạn thấy là cái cây doji sau cái cây doji lý thuyết về cây doji nữa để mình chia sẻ cho mọi người ngay cả các cái video cũng như là trong cái buổi livestream sau cái cây này nó kết thúc và nó đóng cửa dưới ngưỡng kháng cự và tiếp tục cái phiên ngày hôm qua các bạn thấy không nó giảm luôn rất là đẹp đúng không không có uh, lý thuyết mà cũng không có phân tích kỹ càng nhưng thấy không nó chẳng sai sách dầu hoa luôn nó rất là đúng báo hiệu thị trường đảo chiều có thể xảy ra và đặc biệt nữa là nó lại đóng cửa dưới luồng ngưỡng kháng cự nữa và đường kênh trang cũng như là cái xu hướng à, cho nên là hôm qua thì phiên giảm giá thực ra là cái mục tiêu ngày hôm qua nó giảm không có quá sâu nó chỉ về ngưỡng 48 thôi thế nhưng nó cũng là một cái phiên giảm giảm giá rất là đẹp và cái chiến lược của chúng ta đến giả sử những cái chiến lược cuối ngày hôm qua mình đang cho mọi người là bán ở năm ba chúng ta đang có lợi nhuận rất là tốt đúng không các bạn đã tp chưa nhỉ À, đối với chiến lược vàng thì ngày hôm nay các bạn nhìn thấy này khung d ngày hôm qua tiếp tục là đóng cửa là một cái cây sách gọi là cây xác nhận giảm đi đúng chưa Đấy, xác nhận giảm đi vậy thì hôm nay chúng ta chỉ là bán xuống thôi đúng không chiến lược hôm qua cho mọi người là bán những cái lệnh bán chờ bán từ những cái vùng năm chín sáu đấy thực ra là hôm qua ấy, nếu như mà các bạn nào vào bằng tay thì nó sẽ có những cái nhịp uh, những cái nhịp giả sử như nó quay lại vùng sáu mươi sáu này Đấy. Nhịp thứ hai là nó quay trở lại được vùng uh, 58.7x Tức là nó không lên được tới 59 nếu như các bạn đặt limit nó không lên tới Nhưng các bạn vào bằng tay thì có thể vào được Bởi vì sao? Cái khu đây là những cái vùng giá rất là đẹp Nó chơi đúng vào cái vùng kháng cự Đúng không? Kháng cự M15 luôn Và nó có, gì nhỉ? Xuất hiện nến, nến giảm đảo chiều lại đúng không? Khi mà các bạn cánh lại những cái vùng giá đã Tức là cái vùng giá mà mình đưa ra cho mọi người rồi Nhưng quan trọng nhất là mình làm video từ xưa cái này là quan trọng nhất là mình luôn nhắc mọi người là chúng ta phải quan sát đúng không quan sát bởi vì những cái giá mà mình đưa ra và những cái vùng giá mình đưa ra các bạn quan sát thêm nữa chứ nhiều khi các bạn không vào được thì đúng là nó lỡ đò thôi đúng không chiến lược nếu như các bạn bán xuống thì hôm qua những ai bán xuống thì nó quá tuyệt vời tiếp theo này chiến lược cuối ngày mình cho mọi người bán là năm ba đúng không cũng đang xuống tiếp rồi ví dụ tp gần nhất là tp 48 thì các bạn chuẩn bị đi đúng không đây nó về lại cái đáy này chẳng hạn còn tiếp theo là các cái vùng test đáy thì đúng như cái video mình phân tích cho mọi người trong buổi livestream luôn đó là gì vàng sẽ tiếp tục một cái xu hướng giảm. Với Bollinger Band cũng thế hay là với Projection cũng thế thôi. Giả sử như với Bollinger Band thì các bạn thấy là nó đang hướng xuống gì? Nó hướng xuống cái đường Bollinger Band dưới đúng không? Bởi vì nó đang sideways. Đây. Các bạn nhìn thấy không? Từ chối giá đóng cửa tại Bollinger Band và tiếp tục nó lại giảm và bây giờ thì cây nến ngoài hôm qua những cái cây nến D này này nó lại đóng cửa dưới Band rồi. Không? vậy thì chúng ta không bán thì làm sao nữa phân tích kỹ thuật mà dùng cả công cụ như thế này nữa đúng không cây nến này thì đang là gì đang nằm dưới ben đúng không? cây này mà đóng cửa dưới ben nữa thì lúc đấy các bạn bán thì quá tuyệt vời rồi đó cho nên là cái chiến lược và đi theo cái phân tích tuần và kế hoạch tuần nó thật lực tuyệt vời các bạn ạ nhá yeah, vẫn follow bán xuống phá tiết 48 này thì nó test đáy đúng không test đáy và lý thuyết về bowling ben mình chia sẻ cho mọi người rất kỹ rồi cái vùng hỗ trợ này này nếu như nó muốn giảm thì nó phải hấp thụ hết vùng này và ben này nó phải mở nó mở xuống dưới trước mở xuống dưới và nó kéo nến đi xuống ben trên bắt đầu mở lên thì lúc đấy mới là một cái xu hướng giảm tiếp theo được thì diện gọi là uh, xu hướng giảm tiếp diễn được xảy ra đúng không thì các bạn sẽ theo dõi những cái video hàng ngày mình sẽ phân tích và kết hợp với bô định cho ben thêm cho mọi người nhá còn Ichimoku thì nó quá nhiều công cụ rồi, thì có thể Ichimoku thì có thể vào những cái video cuối tuần mình sẽ tương tác tiếp, còn video hàng ngày mà cứ phân tích bằng nhiều quá nhiều công cụ đúng không? Thì đôi khi các bạn sẽ gọi là loạn mất. Bây giờ thì với Production nó là một cái màu sắc riêng của AD rồi, của Richard rồi, nó quá tuyệt vời rồi. Đấy, đối với cái giá vàng thì đương nhiên chúng ta vẫn là view bán xuống và đối với... hiện tại thì mình đang làm thì giá nó đang nằm ở 48.4 rồi đúng không? Thì chắc chắn là nó sẽ TP cho mọi người rồi. Thế nhưng À, sau cái nhịp tp này chính là nó hấp thụ lại cái vùng gì cũng hỗ trợ ngày hôm qua đây này. nó nếu mà nó có hồi một nhịp thường nhá, nó sẽ đi di chuyển như thế này. đây là cái mình chia sẻ và live stream cho mọi người rất kỹ mọi khi rồi. tức là nó lao xuống, đúng không? nó chọc thủng qua cái vùng đáy đi. tức là nó thanh khoản hết cái cái cái, cái vùng cầu này xong, thì nó sẽ vòng lên một nhịp, à, chúng ta sẽ bàn xuống. Yeah, nó sẽ có một cái chiến lược retest và vòng lên như thế này này. thì lúc đấy à, mình sẽ kể cho mọi người một cái đường luôn đi, đường kênh chen nhỏ như này. Chính xác là cái vùng 51, 52 thì các bạn lại view bán xuống tiếp. nhé Đỉnh thì nó là vùng 53, 54 đúng không? Nhưng uh, nó vòng lại cái nhịp này thì có thể 52 chúng ta bán được rồi. Đây là cái chiến lược đối với lại cậu vàng ngày hôm nay nhé. Các bạn lưu ý đây là mình view xuống cả khung giờ thấp để cho chúng ta có thể tìm điểm lướt sóng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái biểu đồ về Bitcoin đi. Nào, Bitcoin thì, wow, nó khung giờ M15 nó đang có một cái cây nến gì ạ? Cây nến này là mẫu nến mây đen che phủ các bạn ạ rồi M15 thôi nhưng giúp cho các bạn lướt sóng được và quan trọng nhất là nó xuất hiện ở đâu vùng hợp lưu đường kênh chen và đây chính là cái vùng giá mà mình đã gì đã kể và phân tích cho mọi người vào cái video cuối tuần đúng chưa ạ à, đây là cái vùng giá kháng cự quan trọng nhất là nó chạm đường chen line đã cái chạm cái đường kênh trên line mà mình đã đã phân tích và đã kể ở đây nó đang có phản ứng M15 vậy thì các bạn cái cách mà chúng ta giao dịch như này có đến đảo chiều đúng không nhưng mà nó là chỉ là một khung cây M15 thôi thì có thể nó hấp thụ hết cái vùng này thì nó hồi lại một nhịp đi hoặc các bạn muốn bán thì bán ở giá hiện tại chẳng hạn thì các bạn chia làm 23 ba chi chẳng hạn à, các bạn bán lướt thôi nha rồi, bởi vì sao đây là khung giờ thấp thì các bạn bán lướt trong phiên á chẳng hạn về cái đáy vùng 263 sáu đây là cũng quá ok các bạn làm được khoảng sáu bảy mươi chẳng hạn thì nó cũng ngon lành rồi đúng không à, đây là cái vùng 263 sáu nha từ hai về 263 là quá ngon lành rồi à, đấy là với bitcoin nhá vẫn là view bán xuống các bạn ạ vẫn view bán xuống cho mình đúng không có nến rồi và nó chạm được cái key quan trọng rồi đúng không chưa thì giúp cho chúng ta lướt sóng mặc dù là khung giờ thấp rồi còn nếu mà ở khung giờ h 4 mà từ chối giá giảm nữa thì đẹp nữa nhá đấy là với bitcoin các bạn này canh lại cái khu vực mà mà mình đang kè ở đây đặc biệt là cái vùng 274 nhé các bạn nhớ những cái vùng giá đấy để chúng ta follow chúng ta đánh theo nhá. Có SL không? Có, phải có rủi ro chứ. Rủi ro nó sai thì chúng ta đặt ở đâu? Nếu như mà gần nhất thì các bạn đặt ở 27.27.7 đi. Ok, ngay sau cái vùng này thôi. Đúng chưa? 27.7 đi sau cái vùng này thôi. Đúng không đừng đứng SL quá xa làm gì? Nếu SL quá xa thì các bạn phải gì? Phải gọi là DCA lệnh và ăn thêm muốn ăn theo cả chen thì các bạn phải đánh giải vốn ra, đúng không? Đấy là với Bitcoin thế còn giá dầu thì sao? Hôm qua nó đạt lên trên ngưỡng 72 rồi các bạn ạ. À, và tất nhiên là lãi quá trời luôn với cái vùng giá mua 67 68 rồi à đối với lại ai mà gọi là khối lượng volume mà vào lớn thì vào ok mình cũng không biết là các bạn khối lượng vào bao nhiêu thế nhưng mà cảm thấy target nó ổn thì các bạn có thể cờ lâu nhá. Còn mục tiêu của mình thì nó nó nằm trong kế hoạch là bao nhiêu phần trăm vốn, bao nhiêu phần trăm entry rồi cho nên là ít nhất là mình cũng phải quay lại cái vùng 73 hoặc 75 thì mình mới chốt. Còn những ở đây thì có rất nhiều anh chị là những người gọi là cực kỳ gan lì, Cực kỳ gan lì có nghĩa là gồng lãi giỏi luôn đấy, đi theo range lâu gồng lãi rất là giỏi luôn gọi là mình nhiều khi gọi là gọi là tâm phục khẩu phục với các anh chị ấy bởi vì thực tế là các anh chị cũng không có nhiều thời gian để mà lướt với thị trường cho nên là vốn thì khá là lớn và khi vào rồi thì đúng là chỉ có là đây chat ơi cho cái điểm đánh đi đánh được ở đây ở đâu ấy thôi xong bắt đầu là giữ lệnh và để đây thôi à, nó rất là nhàn mọi người ạ mình cảm thấy nó rất là nhàn bởi à, vì các anh chị ấy là bận công tác truyền sống với những công việc khác cho nên khi anh chị và những cái nguồn vốn nó quá ok rồi thì cũng giống hệt như các bạn tưởng tượng là đầu tư chứng khoán ở nhà thì cũng như thế nhưng mà cái thời gian mà để mà profit và thanh khoản lệnh thì nó lại nhanh hơn gấp chứng khoán thậm chí là bốn năm lần bởi vì chứng khoán chúng mua mua ấy, thì nó kẹt và nó ở rất là lâu thế nhưng mà với fx hay với dầu hay là với vàng thì chúng ta kẹt thì nó cũng không đến nỗi lâu Đó, đặc biệt là chúng ta thì phải đi được uh, gọi là xu hướng tốt cộng với lại cái điểm entry nó đẹp nữa về gọi là phải khâm phục các anh chị ấy. thế thì với cái giá dầu này mình uh, view cho mọi người tiếp theo là cái phiên ngày hôm nay có thể nó điều chỉnh thì các bạn mua lại nhé khả năng hôm nay nó sẽ có một nhịp giảm các bạn ạ À, khả năng nó có nhịp giảm thì lại cơ hội cho các bạn mua tiếp thì các bạn sẽ canh ở vùng 69.5 xem sao nhá vùng 69.5 chính là cái vùng giá này này đó vùng gần nhất chúng nhất còn nó tiếp cận sâu hơn những cái vùng 68 67 thì càng tốt đúng không đấy là với cái giá dầu nha các bạn cứ lướt theo xu hướng chính cũng được theo cái xu hướng mà mình phân tích cho mọi người là chỉ mua thôi ấy, những cái vùng giá mà mình chia sẻ cho mọi người chỉ mua ấy nhá đấy là với giá dầu này thế còn bây giờ mình sẽ đi sang một số các cái sản phẩm về ngoại tệ ví dụ như GBP USD trong tuần trước mình có phân tích cho mọi người là VGBPWD nó đang nằm ở vùng gì? Quá mua đúng không? Và khả năng cái đỉnh này sẽ là vùng nó giảm trở lại. À, cái mục tiêu nó quay trở lại cái đáy này, các bạn thấy không? Nó di chuyển đẹp không ạ? Đẹp luôn. Bây giờ thì sao? À, chúng ta đang chờ đợi một cái tín hiệu là nó phá vỡ qua cái ngưỡng 277 nhá. Phá vỡ qua ngưỡng 277 thì nó sẽ giảm mạnh hơn các bạn ạ hai pha vỡ hai thì nó sẽ giảm mạnh hơn thì các bạn là đối với cái chiến lược tạo ra những cái cây rút chân và ngày hôm qua thì nó không có vượt đỉnh như thế này thì có thể GBPUSD sau những cái tín hiệu mà nó tăng mạnh hưởng lợi từ chỉ số đồng đô la mỹ vào tuần trước thì có thể nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh giảm trở lại à, các bạn thấy các cái mẫu nến đảo chiều bắt đầu xuất hiện rồi và lúc đấy thì nhìn thấy cái đỉnh này chính là đỉnh kháng cự đúng không thì các bạn có thể tìm kiếm những cơ hội bán lướt xuống mục tiêu quay trở lại cái vùng 26.2 hoặc 26.3 dưới này nhá đó, đấy là với GBPUSD. Tương nhiên nó phải phá vỡ cái điểm này thì các bạn bán nó phải tin tưởng hơn, tức là lúc đấy này thì nó tạo ra một cái đỉnh mới. Giả sử những cái đỉnh ngày hôm nay là quanh quanh ở mức 28 chẳng hạn thì đây là cái đỉnh mới tiếp theo thì đến lúc ấy các bạn bán nó sẽ tin tưởng hơn nhé, thành công hơn. Chứ còn bây giờ nó chưa phá vỡ qua cái vùng đỉnh này mà chúng ta đánh xuống ấy thì SL nó cũng khá là xa, đúng không? Và hai nữa là rủi ro nó cao hơn. Còn nếu như các bạn muốn mua tại cái vùng hỗ trợ này đi đây là các bạn bật sang H1 thì nó thấy rõ hơn vùng hỗ trợ thì SL cũng rất là ngắn chẳng hạn các bạn mua lướt thôi chỉ lướt nó khoảng tầm 30 trung bình 30 pip trong những cái nhịp H4 mà nó đi ngắn như này thì lướt tầm 30 pip thôi thì ok nhá chứ còn cũng ra cũng không có kỳ vọng nó nó gọi là nó quá lớn ở đây các cái nhịp sóng này nhá bạn lưu ý cho mình như thế bây giờ thì mình sẽ quay trở sang những cái biểu đồ khác ví dụ như là với AU đi cặp AU thì 7 rưỡi 8 rưỡi lúc đấy chúng ta có tin và nó đang giảm trở lại đúng cái vùng như mình phân tích đây mình còn kể ở đây nhưng có một điều là cái cặp tiền mà mình cho mọi người ngày hôm qua đó là cặp EA đúng không khi mà AUD nó giảm như này thì cặp EA của chúng ta nó quá tuyệt vời để nó đạt profit các bạn ạ à, cái chiến lược mình đã gửi cho mọi người hôm qua chúng ta ăn đến hai ba vòng đối với EA đúng không hôm nay các bạn tiếp tục giữ đi giữ các cái chiến lược đấy cho mình nha ông chia sẻ của mình trong video tuần rất là kỹ bởi vì nó cũng là đồng với đồng nghĩa với việc là có bạn bạn ấy hỏi về cặp EA và GA đúng không? Mình phân tích ra rất, là đẹp đối với cặp EA rồi. Ngày hôm qua mình có chiến lược luôn đối với lại cái cặp này đúng như là video tuần mình phân tích tức là mình đang đi theo đúng cái kế hoạch tuần đúng không? Đánh luôn và có có lợi nhuận không? Có ngay đúng không? Cái việc của mình khác có thể khác với rất nhiều người đó là gì? Phân tích rồi, tỷ lệ đúng hay sai thì đều được minh chứng qua thời gian. Thứ hai nữa là gì? Dám quyết định với những cái kế hoạch và những cái mình phân tích đấy, tức là mình vào mình entry đúng Việc của các bạn ở đây khi follow các bạn cũng thế thôi, các bạn cũng biết phân tích, các bạn tự độc lập được phân tích, các bạn quan trọng nhất là dám NG với những cái phân tích của các bạn. Hoặc có một tuyệt vời nữa đó là gì? Các bạn kết hợp với cái việc mà nhận định của Richard đúng không? Để mà các bạn đưa ra được một cái nhận định và cái mục tiêu của các bạn. Đó, đấy là cái việc mà chúng ta học hỏi lẫn nhau và trao đổi khi các bạn gọi là follow theo các cái video Không hẳn các bạn là những người follow theo, các bạn đã theo Richard 100% đúng không? Nhưng mà các bạn có một cái sự kết hợp đấy là cái rất là tuyệt vời. cặp AUD đang giảm trở lại các bạn view bán xuống cho mình nó đang phá gì ạ? phá vỡ cái vùng hỗ trợ ngang ở đây rồi. À, và tiếp theo nữa đó là gì? cặp EA của chúng ta thì sao? À, đây mình view luôn gọi là trời sinh một cặp đi. mình mình phân tích cho mọi người về các cặp tỷ giá nhưng luôn phân tích cho mọi người liên thị trường luôn. đấy đây một cái cách học quá tuyệt vời luôn phân tích liên thị trường các bạn thấy không cái vùng tạo đáy phân kỳ và tạo đáy cao hơn rồi hôm qua cho mọi người chiến lược mua đến hai ba vòng tp xong bắt đầu quay xuống mua tiếp vòng nữa và hôm nay thì nó còn bật mạnh hơn nữa Nha, chiến lược này mình đang ăn rất là tuyệt vời luôn thế nhưng mà các bạn thấy không nó quá đẹp nó quá đẹp ở đây thì đối với lại cái cặp euro aud các bạn nhìn thấy nó bay vào rồi đúng không giả sử nó có điều chỉnh giảm trở lại một nhịp thì các bạn mục lên tiếp mua lên tiếp cho mình chiến lược này là cái chiến lược mình chia sẻ cho các bạn thậm chí là trong nhóm quỹ là chúng ta có cặp này đúng không? Cặp GA và vài cặp nữa là chúng ta có thể follow bắt đáy và giữ lệnh luôn để mà có thể là có được những profit lớn đấy các bạn ạ. đây là mình nói chia sẻ thẳng luôn mình chả giấu làm gì. Rồi ok, đấy là với A chúng ta có cặp trời sinh một cặp chưa? Rất là tuyệt vời đúng không? GA thì cũng tương tự thôi, nhưng hôm nay mình chia sẻ cho mọi người một cái cặp nữa mà các bạn sẽ chờ đợi nhá. Chờ đợi ở đây đó là cặp USD gpi các bạn ạ. vì mình quan sát thấy nó tăng trưởng và nó đạt lên cái vùng kháng cự à, vùng kháng cự trên khung tuần nhưng các bạn phải nán chờ đợi đừng lao vào vội nhé cái cặp uh, Uzi đây 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 đừng lao vào luôn các bạn nhé à, nó chạm kháng cự trên khung tuần lực nó đang vẫn còn mạnh đúng không cho nên là quan sát các bạn ạ quan sát ngày hôm nay nếu như nó đóng cửa đảo chiều thì ngày mai chúng ta mới đánh được Chứ còn chúng ta đừng lao luôn vào ngày hôm nay Hoặc nếu các bạn nào muốn đánh gọi là ngứa tay lắm Thì chúng ta đánh thăm dò thôi Ok chưa? Cặp UJ nhá. Chờ đợi đi. Có nữa bứt phá thôi. Bứt phá ở đây có nghĩa là có thể nó sẽ thanh khoản, tức là nó bứt phá nó thanh khoản, tức là nó vượt đỉnh, vượt cái đỉnh này này. Thậm chí là nó vượt được khoảng 5 70 pip chẳng hạn, sau đó nó mới quay đầu cơ cho nên là chúng ta tốt nhất là chúng ta quan sát lên một chút nhá, quan sát đã, không? Đấy là với cặp USDJP nhá. Ok, còn rất nhiều cặp tiền đấy, mình thêm một cặp EU nữa đi, cặp chính là cặp EU nữa này. Rồi EU thì sao? Tạo đỉnh, tạo đỉnh và nó đang có tín hiệu giảm trở lại rồi Bây giờ mình sẽ phân tích như này cho mọi người à. dễ nhìn hơn này thoáng hơn này với công cụ Bollinger Band thì các bạn có thể áp dụng ra với các cặp tiền khác giống như những cái kia mà mình đã chia sẻ cho mọi người rồi nhá các bạn cứ áp dụng như thế mà phân tích thôi đúng không ạ rồi ở đây có một cái đường kênh xu hướng có đỉnh và ngày hôm qua quan trọng nhất là các bạn nhìn thấy là khung giờ D nó có tạo ra một cây spinning top cạo dây một cây nến giảm xác nhận thì khả năng tiếp tục theo ngày hôm nay nó sẽ giảm các bạn ạ khả năng tiếp theo ngày hôm nay nó sẽ giảm cho nên với EU bây giờ hiện tại mà nó phá vỡ qua được cái vùng giá như 1.09 nhá thì các bạn gọi là bán xuống đẹp cho mình bán xuống ở đây thì mục tiêu nó test lại đường kênh trên lai hoặc đẹp hơn nữa nhá test lại đường kênh trên lai đây hoặc đẹp hơn nữa chính là nó test lại khu vực 1.08 ở dưới này trăm pip đây các bạn ạ à, một cái vùng đáy ở đây nhá với cặp EU uh, euro usd rồi ok cái video ngày hôm nay mình làm thì cũng sẽ xin kết thúc ở đây nhá kính chúc quý vị và các bạn một ngày giao dịch hiệu quả và hôm nay thì nhắc luôn cho mọi người trong video đó là gì buổi tối ngày hôm nay sẽ dành cho mọi người một cái buổi live stream thực chiến tiếp theo đối với cái giá vàng và ngoại tệ ở trên kênh youtube hai mươi bốn h trời đinh lâu lắm rồi mình mới có dành được cái thời gian này ra đúng như là cái video tuần cái lời hứa là video trong tuần này khả năng mình sẽ quay trở lại live stream vào cái ngày thứ ba ok thì hẹn gặp cả nhà vào buổi tối ngày hôm nay bắt đầu 8 giờ trên kênh youtube 24 mươi bốn h trời nhé bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình kết thúc video cũng xin mọi người một cái nút đặc biệt là like hoặc là chia sẻ cái kênh youtube cho mình nếu các bạn nào bất kỳ có thắc mắc hay là muốn tương tác bất kỳ điều gì thì có số điện thoại của duy chat ngay dưới đường uh, kênh của youtube hoặc là các bạn có thể để lại comment ngay dưới phần youtube nhé bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà